chân thành cảm ơn quý khán giả và bà con đã dành thời gian đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay chương trình có một số thông tin nông nghiệp đang rất được bà con quan tâm. Mong là sẽ nhận được phản hồi và chia sẻ của quý khán giả và bà con để bản tin ngày càng thiết thực hơn. Còn bây giờ hãy cùng điểm qua một vài thông tin nổi bật. Bán cá lóc cận Tết, người nuôi cá ở miền Tây phấn khởi vì lời cao. Mận cũng bùng, cách làm mới của bà con Hậu Giang đáng học hỏi. Lâm Đồng xác định thế mạnh là nông nghiệp và ngày càng tạo điểm tựa vững chắc để phát triển. Đó là cách làm nào, mời bà con cùng theo dõi. Đáng tự hào, một doanh nghiệp chế biến nông sản Lâm Đồng giao top 200 sao vàng đất Việt. Thưa quý khán giả, nước ta với hàng ngàn làng nghề truyền thống và nhiều mặt hàng nông sản đặc sản cấp quốc gia, cấp vùng miền. Nếu như khai thác phát huy tốt sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đang được các địa phương triển khai, tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ở những nơi đang chú trọng phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, đây sẽ là tiền đề đáng phấn khởi. Sau đây là ghi nhận tại nơi thế mạnh đó như ở Lâm Đồng. Cụ thể, đối tượng của chương trình chủ yếu là các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện sinh thái, nguồn gen, tri thức và công nghệ của tỉnh Lâm Đồng. Tiêu biểu như thành phố Đà Lạt có sản phẩm trà và cao Atiso, sản phẩm hồng sấy gió theo công nghệ Nhật Bản và hồng sấy dẻo. Thành phố Bảo Lộc có sản phẩm lụa tơ tằm và trái măng cụt. Cũng theo kế hoạch này, tỉnh Lâm Đồng sẽ đầu tư hơn 13 tỷ 300 triệu đồng để thực hiện. Trong đó, vốn ngân sách hỗ trợ 7 tỷ 900 triệu đồng, còn lại là nguồn vốn đối ứng của các đơn vị tham gia chương trình. Điều đáng nói đây là Lâm Đồng đã thực hiện chương trình này từ rất lâu, nên sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đa dạng, nguồn gốc rõ ràng, tạo nên được tên tuổi và được thị trường đón nhận. Điển hình thành công của mô hình này chúng tôi sẽ quay trở lại ở phóng sự của chương trình, còn bây giờ là thông tin đáng chú ý khác. Huỳnh Dư nè, nhắc đến những loại trái cây mà thường được chọn để trưng trong dịp Tết thì Huỳnh Dư có biết là những loại nào đang được thị trường ưa chuộng hay không? Thường thì những loại trái cây được tạo hình thành thỏi vàng hoặc là hồ lô in chữ nổi tài lộc với kỹ thuật rất là cầu kỳ cùng với mỗi giống trái khác nhau, nhưng mà lúc nào thì cũng được thị trường đón nhận rất là nồng nhiệt. Trong đó thì có một giống nữa, đó chính là giống bưởi tiếng vua, với cái tên cộng với hình dáng màu sắc đẹp, trưng được lâu cho nên loại bưởi này rất được nhiều người chọn mua để trưng vào dịp Tết. Chắc là bà con mình ai cũng muốn biết giá của giống bưởi này bao nhiêu và khi được vẽ chữ thư pháp lên trái là bao nhiêu nữa. Mời bà con cùng theo dõi thông tin cụ thể được chúng tôi vừa tổng hợp. Hiện mỗi trái bưởi đỏ có trang trí hoa văn thư pháp được bán với giá 250.000 đồng đến 1 triệu đồng. Bưởi này nguồn gốc từ tỉnh Thanh Hóa. Theo dự báo của nhà vườn nơi đây, dù năm nay có tăng số lượng trái nhưng không đủ phục vụ nhu cầu khách hàng. Gần đây các đơn đặt hàng tăng đột biến. Ngoài khách hàng sỉ lẻ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, khách từ Singapore, Trung Quốc cũng tìm đến nhà vườn đặt hàng để chưng Tết. Bên cạnh đó, các Việt kiều về quê ăn Tết cũng đặt số lượng lớn để biếu người thân. Trở về miền Tây, nơi đến trái cây là nhớ ngay đến Đồng Tháp, nhất là nổi tiếng với quýt hồng Lai Vung. Thời điểm này, nhiều nhà vườn quýt hồng trên địa bàn huyện Lai Vung đã sai trái, cũng là thời điểm thu hút đông đảo khách tham quan và trải nghiệm tại vườn. Đây được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm vì nhiều vườn quýt hồng đều cho trái triệu cành. Hiện tại, trái quýt hồng Lai Vung đã chuyển sang màu vàng, căng mọng, rất đẹp, nên du khách rất thích thú đến đây để chụp hình quay phim. Khách chủ yếu là trong tỉnh và một số ở thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Long An, thành phố Cần Thơ. Theo dự đoán của các chủ điểm tham quan, từ đây đến Tết Nguyên đán 2019, lượng du khách đến tham quan vườn quýt hồng có khả năng tăng hơn so với năm 2018. Do năm nay các chủ điểm có đầu tư hơn về cơ sở vật chất, cách phục vụ và quảng bá hình ảnh vườn tham quan trên mạng xã hội, đây sẽ là tín hiệu vui cho ngành du lịch huyện Lai Vung trong thời gian tới. Người trồng quýt vui tươi bao nhiêu, phấn khởi bao nhiêu để chờ đợi Tết năm nay thì người trồng hoa đang thấp thỏm bởi trải qua nhiều đợt mưa và không khí lạnh do ảnh hưởng từ các cơn bão trước đó. Nhiều vùng trồng hoa cúc tại phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đang trong tình trạng chậm lớn, ảnh hưởng đến chất lượng hoa Tết năm nay. Dịp Tết Kỷ Hợi năm nay, làng hoa cúc Ninh Giang dự kiến đưa ra thị trường khoảng 150.000 chậu cúc pha lê và đại đoá, chủ yếu cung cấp cho các tỉnh thành Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Gia Lai.
với chi phí chăm sóc, nhân công từ 140 đến 280.000 đồng tùy cỡ chậu, người trồng hoa sẽ có lợi trung bình 50.000 đồng một chậu. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều chậu đã bị trũ lá, lá nhỏ, nở hoa muộn. Chất lượng đạt 60% so với lúc thời tiết thuận lợi. Người trồng hoa cho biết, từ năm 2017, hoa cúc Ninh Giang đã xây dựng được thương hiệu trong cả nước. Do đó, nông hộ đang tìm cách chăm sóc, đồng thời mong chờ thời tiết ổn định, khô ráo để hoa đạt chất lượng, nở kịp, phục vụ Tết Kỷ Hợi sắp tới. Dự kiến giá cúc Tết năm nay có thể tăng nhẹ khoảng 10 đến 15%. Người nuôi cá lóc ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp rất phấn khởi xuất bán cá lóc thương phẩm. Gia đình anh Bùi Văn Hiền, ngụ xã Thượng Phước Mộc, huyện Hồng Ngự, xuất bán 2 ao nuôi cá lóc thương phẩm. Sau hơn 4 tháng thả nuôi, được hơn 35 tấn cá lóc cho thương lái. Hiện giá cá lóc thương phẩm dao động từ 34.000 đồng đến 35.000 đồng. Trừ tất cả chi phí, mỗi ký cá lóc người nuôi lời từ 4.000 đến 5.000 đồng. Với 35 tấn cá lóc xuất bán ngay thời điểm cận Tết, gia đình anh Hiền thu lợi nhuận gần 150 triệu đồng. Thời điểm cuối năm âm lịch là khoảng thời gian hay diễn ra các cuộc liên hoan hay là dịp anh em bạn bè gặp nhau. Nhu cầu về thực phẩm cũng tăng lên, vì thế giá cá lóc thương phẩm rất có thể sẽ tăng trong thời điểm này, tức là từ nay cho đến Tết Nguyên Đán. Thưa quý khán giả, hồi xưa thì thường có câu là muốn nghèo thì nuôi dịch. Tuy nhiên thời buổi bây giờ nuôi dịch chưa chắc đã nghèo đâu. Và gần đây thì nông dân Hậu Giang đang nuôi một giống dịch mới mang về xứ lợi nhuận. Bởi vì giống dịch này có thể đẻ quanh năm và tỷ lệ cho trứng nhiều nhất cả nước hiện nay. Đây là những con dịch chuyên trứng được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ cho bà con xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ theo đề án xây dựng mô hình chăn nuôi dịch chuyên trứng TC. Với số lượng 345 con giống miễn phí và 40% chi phí chăn nuôi cho mỗi hộ. Theo ông Trần Văn Biên, mỗi con dịch có thể đẻ 285 trứng mỗi năm. Giá thu mua tại các lò ấp trứng cũng cao hơn 200 đồng so với các loại khác. Đặc biệt, dịch chuyên trứng TC có thể nuôi theo các hình thức khác nhau như nuôi nhốt trên cạn hoặc nuôi kết hợp cá, dịch hoặc lúa dịch. Bà con nhận được sự hỗ trợ từ ngành địa phương, từ giống, kỹ thuật, nguồn vốn sẽ giúp tạo đà vươn lên làm giàu. Chẳng hạn như năm 2018, trên địa bàn huyện Chi Linh, tỉnh Lâm Đồng có 450 hộ, trong đó có 265 hộ nghèo và 185 hộ cận nghèo ở 6 xã, gồm Đinh Trang Thượng, Bảo Thuận, Gung Tré, Già Bắc, Sơn Điền và Liên Đầm, được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 4 tỷ 300 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển sản xuất một cách thiết thực và hiệu quả, ngoài ra, địa phương cũng liên hệ giới thiệu các đầu mối công ty cung ứng phân bón, các loại máy nông cụ như máy phát cỏ, máy phun thuốc, đầu máy tưới, bình xịt điện cung cấp cho bà con. Nói đến làm vườn thì kẻ thù số 1 của bà con nông dân mình chắc chắn là con rùa vàng. Chúng tấn công không chừa trái gì, từ quýt, xoài, chôm chôm cho tới khổ qua, dưa leo, bầu bí nữa, đặc biệt là mận. Nhà vườn phải phun thuốc rồi dùng bao trái lại để bảo vệ từng trái, chi phí tăng mà hiệu quả thì không ăn thua gì. Trong cái khó, nông dân của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã nảy ra một cách làm hết sức là độc đáo, đó chính là giăng mùn cho mận. Giăng mùn cho mận, cái này nghe thì khá là lạ, nhưng mà chắc không ít bà con cũng sẽ thắc mắc giống như là Minh Thiện đây. Vậy thì hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây mà phóng viên chương trình ghi nhận được. Trồng mận gần 20 năm nay, nhưng chưa bao giờ ông Lê Văn Hải cảm thấy yên tâm như lúc này. Bởi thời điểm trước, rùa vàng thường tấn công vườn mận. Dùng mọi biện pháp từ bao trái, phun xịt cũng không có kết quả. Vậy mà từ khi áp dụng phương pháp trùm lưới cả khu vườn như thế này, ông không còn lo lắng, chỉ còn đợi ngày thu hoạch để bán cho công ty. Bên ngoài ăn hết trái là cây nó vẫn vàng dữ lắm. Nhưng tôi giờ hiện giờ là cây tôi ăn, cái vụ này là vụ thứ ba. Câu thì trong trái là nó rất ít. Nó một phần so ra phía ngoài thì nó không có tính gì tới lợi, nó rất nhỏ. Nên mình cũng không có cần gì để sử dụng tới ba thuốc sâu. Nếu trong vườn mình có một hai cây có sâu thì mình nên giết nó hoặc là mình bỏ luôn. Đó. Mình gung bỏ nguyên cây đó là mình sâu nó gớt xuống là mình diệt nó thôi. Chứ mình không xịt thuốc. Đó. Chẳng những tiết giảm được chi phí phun xịt mà nhờ bao phủ toàn bộ
nên vườn mận đã giảm hơn 90% tỷ lệ bệnh do ruồi vàng tấn công. Theo tính toán, 6 công mận này mất khoảng 40 triệu đồng tiền lưới bao, nhưng sử dụng được đến 5 năm. Tính ra mỗi năm, ông Tư Hải tiết kiệm hơn 10 triệu đồng tiền phân thuốc bao trái. Nếu so sánh với phương pháp bao trái đã được nhiều bà con trong vùng áp dụng từ lâu, thì việc trùm lưới này có nhiều điểm vượt trội. Do mận An Phước sai trái nên không thể sử dụng bao trái hết toàn vườn. Phương pháp trùm lưới này cũng giúp ông Tư Hải hạn chế được trái úng, màu sắc bóng đẹp, năng suất đạt 5 tấn một vụ, cao hơn 1-2 tấn so với vườn không bao lưới. Tính ra mỗi công mận, ông có lời hơn 30 triệu đồng. Thì so cái bán thì cái giá thì nó ngay phần người ta có nhích hơn tôi nữa, nhưng mà cái số lượng của người ta rất ít. Đó. Bởi vì tôi để là tôi bán mận ngang, nhưng mà số lượng trong mùng tôi vẫn là mận sạch. Mà bọc trái là cái lượng nó hao hụt, nó dữ lắm, nó số mình ba một tấn là mình lấy được khoảng chừng vài trăm ký thôi, nó mận đạt thôi, gọi như là nó rụng rồi lớp mận nó không đạt nữa, người ta cũng đâu có lấy. Trái mận trồng trong những nhà lưới này được công ty kiểm tra tồn dư thuốc bảo vệ thực vật đều đặn. Nhờ vậy chất lượng được đảm bảo, giá bao tiêu cũng cao hơn thị trường 2.000 đồng một ký. Và hiện ông còn ấp ủ kế hoạch làm một vườn mận đạt các chuẩn Việt Gáp để cung cấp vào siêu thị. Quả đúng là cách làm độc mà hiệu quả mang về thì rất là phấn khởi. Bởi vậy mới thấy làm nông cũng rất cần sự tư duy sáng tạo của bà con mình. Trở lại với chương trình Mỗi xã một sản phẩm mà đầu bản tin có nhắc đến. Chương trình góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy mới được triển khai trên phạm vi toàn quốc, nhưng trên thực tế Lâm Đồng đã chủ động thực hiện từ nhiều năm trước. Đây được xem là cơ hội để các sản phẩm đặc thù, thế mạnh của địa phương có cơ hội bứt phá. Hãy cùng xem cách làm của nông nghiệp để khẳng định thêm rằng đây là chương trình rất thành công, nhiều địa phương cần lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho mình. Theo nguồn kinh phí đã được phê duyệt, tỉnh Lâm Đồng sẽ đầu tư hơn 13 tỷ 300 triệu đồng để thực hiện kế hoạch. Trong đó, các sản phẩm sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn, tuyên truyền và 50% kinh phí phát triển sản phẩm. Sự trợ sức từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm sẽ tiếp thêm động lực cho các sản phẩm đặc thù của địa phương trên chặng đường phát triển, đặc biệt là ngành nghề truyền thống của địa phương. Hỗ trợ cho người nông dân, kinh phí cho người nông dân để phục trạm giống, rồi là ứng dụng các kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, rồi là sản xuất theo quy trình Việt Gáp, rồi sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ để nhằm nâng cao chất lượng của gạo nếp quýt đề tài và là an toàn cho người sản xuất và người tiêu dùng. 20 sản phẩm được lựa chọn để tham gia chương trình bao gồm trà cao Atiso, hồng sấy Nhật Bản tại Đà Lạt, lụa tơ tằm, quả măng cụt Bảo Lộc, dịch vụ du lịch chân quá truyền thống Cồng Chiên Lang Biang, bánh tráng Lạc Lâm, hồng sấy dẻo tại Đơn Dương, sản phẩm từ quả phúc bồng tử, sản phẩm rau củ quả sấy Đức Trọng, mắc ca sấy, lụa tơ tằm Lâm Hà, trà dây leo Đam Trong, hạt mắc ca sấy và cà phê bột Robusta tại Di Linh, bơ 034 và bơ bút Bảo Lâm, sản phẩm từ sầu riêng, sản phẩm từ hạt điều tại Đạ Oai, gạo nếp quýt và gạo Việt Đài Đạ Tẻ, sản phẩm từ cây Diệp Hà Châu. Các đề án chương trình hỗ trợ chỉ là điểm tựa để tiếp sức cho các sản phẩm địa phương tìm đường phát triển. Tâm lý trông chờ vào các nguồn hỗ trợ nhà nước cần phải được xóa bỏ. Thay vào đó, các cơ sở cá nhân sản xuất cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng về thị trường, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, tiến tới xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các sản phẩm tham gia chương trình này cần đầu tư về chiều sâu để có thể gia tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của mình trên thị trường. Mình sẽ cố gắng đưa cái sản phẩm rang xay của mình ra thị trường. Đồng thời mình sẽ khuyến khích bà con nông dân làm theo một cái tiêu chuẩn riêng của mình, theo một cái quy trình chế biến của mình để cho ra những cái sản phẩm tốt, để cho cái giá thành nó được nâng lên và đời sống của dân sẽ không phụ thuộc vô cái thị trường cà phê thế giới. Dân có thể họ làm được ra những cái hạt cà phê chất lượng, họ có thể tự định giá, họ có thể bán được cái giá tốt nhất. Việc tận dụng cơ hội thế mạnh địa phương hiện có để phát triển trên nền tảng truyền thống là điều thuận lợi. Không chỉ là sản phẩm nông sản, nghề truyền thống mà các sản phẩm du lịch được tạo nên từ lợi thế đặc thù của địa phương và tạo nên chuyển biến trong phát triển kinh tế ở nông thôn là mục tiêu cuối cùng mà OCOP hướng đến. Chúng ta đều đang nuôi hy vọng về sự bứt phá của các sản phẩm nông nghiệp nông thôn tại địa phương trong năm mới 2019.
Chính cách làm nông nghiệp chuyên nghiệp như thế đã giúp Lâm Đồng phát triển lên một tầm cao mới. Không chỉ người dân mà ngay cả doanh nghiệp chế biến nông sản nơi đây cũng tạo nên thương hiệu. Chân, nói có sách, mách có chứng. Khi một đại diện sản xuất và xuất khẩu các loại rau củ quả Lâm Đồng vừa được vinh danh vào top 200 doanh nghiệp nhận được giải thưởng sao vàng đất Việt năm 2018. Công ty cổ phần Viên Sơn chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại rau củ quả có địa chỉ trụ sở và nhà máy ở thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng và dùng chuyên nguyên liệu ở Đắk Lắk, Đắk Nông. Với thế mạnh chủ lực là khoai lang giống Nhật, có sản lượng xuất khẩu ở mức 2.000 tấn khoai lang tươi nguyên củ và khoảng 1.250 tấn sản phẩm chế biến cấp đông sang Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc. Viên Sơn đã đáp ứng được các nhóm tiêu chí về quy mô, hiệu quả, trách nhiệm và một số tiêu chí ưu tiên khác, đồng thời đảm bảo không nợ thuế, bảo hiểm xã hội. Sao vàng đất Việt là sản phẩm tôn vinh doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Sau 15 năm và 11 lần tổ chức, giải thưởng đã có hơn 6.000 lượt thương hiệu sản phẩm đăng ký tham gia, trong đó có hơn 2.000 thương hiệu sản phẩm được tôn vinh trao giải. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Nếu có phản hồi ý kiến và yêu mến chương trình, muốn giao lưu, tìm hiểu về cây con giống mới, bà con và quý khán giả hãy liên hệ chúng tôi qua địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Kính chào tạm biệt.